Dồn hết qua bên này, nó dồn hết qua bên này. Cái gì đấy, cái này cái gì đây? Ờ, cái này là xoài thôi. Xoài mới là bánh cầu. Cho ly bánh cầu. Lấy được rồi, được tiền luôn. Bánh cầu bún. Để đấy, để đấy. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh thấy hay và nhớ chia sẻ nha, đăng ký subscribe để tìm xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào.